99 đầu 38, hải quan chính ngạch. Con này full zin cọp từ trong ra ngoài như xe thùng, bằng đồ zin cọp cực kỳ cọp, đeo biển ngũ quý 62 222 22. Rồi, lên sàn lại xì bo 99 đầu 38, hải quan chính ngạch. Con này full đầu zin cọp từ trong ra ngoài. Đang đeo biển rất là đẹp nha các bạn, 62 222 22. Xe này cũng chưa chế đề nha. Cục máy thì mình dựng lại xe thùng từ trong ra ngoài. Đồ zin rất là cọp, bô gam tới cổ không có một vết xước, không dặm tốt. Tăng lan 99 trước sau, có nghĩa là ẩn trước 9 tháng 9 năm 99, ở sau cũng tháng 9 năm 99. Đồng hồ thì siêu đẹp. Nói chung là xe này dạng đồ zin cọp tiễn đó các bạn. Nói chung là xe ngũ quý mà. Xe ngũ quý thì mình dọn tới công chuyện lắm, tới tiền lắm, không có gì để tiếc với nó chứ. Còn các bạn có thích màu gì á thì cứ nói bên mình sẽ thay màu áo miễn phí. Vẫn là áo zin cọp cho các bạn. Còn con này là áo zin cọp nhưng mà sơn là màu vàng. Con này thì anh em cũng biết nhiều rồi. Trước đây mình có dọn một cái phong cách gọi là cái phong cách xì bo 203 một góc. Nếu mà anh em thích cái mẫu đó thì mình vẫn dọn về mẫu đó lại cho các bạn cũng được, không sao hết. Nói chung là đối với ngũ quý thì có ưu ái một chuyện là các bạn thích dọn phong cách gì mình sẽ dọn phong cách đó. Vẫn là đồ zin cọp hết. Còn con này thì hiện tại mình đang dọn lại chuẩn zin 99. Rồi, sơ lược lại xe này ha. Con này là 99 đầu 38, hải quan chính ngạch. Dọn full sạch đẹp từ trong ra ngoài. Cục máy là mình dựng lại bằng đồ xe thùng luôn. Có nghĩa là dên, bạc, bích tông, lồng, ớt, tăng đa rồi đó. Tất cả những chi tiết đó là mình dựng lại bằng đồ cọp hết. Xe này thì mình cũng đã từng chốt cho một anh khách ở Long An. Anh cũng trải nghiệm một thời gian. Thì anh lại thấy mình về nguyên một cái lô da dắt thùng đẹp quá. Nên ổng mới chia ra, ổng đổi lấy hai con da dắt thùng. Anh cũng gửi tiền cà phê xe này rồi nên con này có giá tốt cho anh em chơi nha. Rồi xin nhắc lại ha, nói chung là con này thì khách đã có cà phê với mình rồi nên anh em sẽ có giá tốt chơi đối với xe này. Còn bên mình thì bán á, nếu mà anh em ở ngoài Long An á thì ủy quyền thì mình sẽ ký công chứng ủy quyền pháp lý 20 năm kèm cái hợp đồng cửa hàng bao xe 1 bình 1, bao quay đầu cho khách khi chơi chán, bao thay màu áo khách thích, hoặc là bao thay gọi là cái dọn cái lông hình như thế nào á thì mình sẽ dọn là theo yêu cầu của khách, miễn là nó hợp lý là mình ok liền. Còn đối với anh em ở Long An thì sang tên giữ biển ngũ quý rồi, không có gì để bàn. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Cảm thấy hợp nhãn hay là hợp túi tiền hay là cái đẳng của mình biết biết thì cứ liên hệ mình chơi nha các bạn. Rồi, con này là con ngũ quý hai thì rẻ nhất trong cái bộ sưu tập ngũ quý hai thì mà mình đang giữ. Rồi, cảm ơn mọi người. Yeah.
phẩm ở